Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã diễn ra tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Theo video từ hiện trường ghi lại, cùng tiếng la hét thất thanh, hàng trăm mét khối đất đá đã sạt lở dọc ta luy với tốc độ chóng mặt và nhấn chìm toàn bộ diện tích hoa màu, cũng như làm hư hỏng một phần lớn của ngôi nhà sàn dưới chân đồi. Theo thông tin ban đầu do người dân địa phương cung cấp, hiện đã có 2 người mất tích sau vụ việc này. Những ngày qua do mưa lớn kéo dài từ ảnh hưởng của cơn bão số 3, đất đá dễ dàng bị cuốn trôi theo lũ, gây nên những vụ sạt lở đột ngột ở nhiều khu vực đồi núi thuộc tỉnh Yên Bái. Trước đó, cũng tại địa bàn huyện Lục Yên, một vụ sạt lở đất đã bất ngờ diễn ra và cướp đi sinh mạng của 2 người. Tính đến sáng ngày 9 tháng 9, toàn tỉnh Yên Bái có 3 người chết, 4 người bị thương do sạt lở, cùng nhiều đoạn trên đường quốc lộ 32, đường tỉnh 174, 175B và các đường xã, thôn bản bị tắc nghẽn, hư hại. Và có tổng cộng 3.103 nhà bị thiệt hại do mưa lũ.